Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một căn nhà giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay với giá là 370 triệu, có diện tích là 4m rưỡi x 5m rưỡi, một gác lửng. Và đây là căn nhà rẻ nhất hiện tại trên thị trường với giá là 370 triệu, giá đầy đủ luôn các chị. Đường trước nhà là một con đường thông và xe hơi có thể vô tới đầu căn nhà này. Đây là những cái dãy nhà, có 4 dãy nhà thì bên em đã bán hết rồi. Hiện tại chỉ còn 3 căn nhà nữa thôi. Và đây là cái sân sinh hoạt chung của chúng ta. Sân này khá là rộng, có thể tổ chức tiệc của khu xóm này được hết luôn các chị. Cái hẻm mà đi vô nhà này là 2m rưỡi các chị nha. Đây thì những căn nhà bên em đã bán hết rồi. Và dân cư vô ở cũng rất là đông rồi các anh chị. Giá đầy đủ căn nhà này là 370 triệu và đây là cái giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Mỗi căn thì đều có sổ hồng riêng các chị nha. Mỗi căn của chúng ta có một sổ. Không phải là vi bằng mà là sổ riêng luôn. Những căn nhà nhỏ như vậy thì không hỗ trợ vay ngân hàng luôn các chị nha. Nhà của chúng ta gồm một trệt, một gác lửng, có diện tích là ngang 4m rưỡi, dài 5m. Mỗi căn nhà của chúng ta đều có đồng hồ riêng, điện nước riêng các chị nha. Đây là một cái căn mà rẻ nhất thị trường hiện nay, không có một căn nhà nào rẻ hơn. Và đây là những cái căn phù hợp cho những anh chị muốn ra riêng, những anh chị công nhân có thu nhập vừa phải thì mình có thể sở hữu căn nhà này. Thay vì mình phải đi ở nhà thuê thì chúng ta có thể mua căn nhà này với giá là 370 triệu. Và giá này sẽ không hỗ trợ trả góp. Giá này là mình sẽ trả một lần luôn các chị nha. Đó, nhà của chúng ta cũng rất là tiện lợi các chị. Đây là phòng khách căn nhà này. Chúng ta có một cái bàn, có tivi. Ngang là 4m rưỡi, dài 5m. Gồm một trệt, một lửng. Đầy đủ tiện nghi luôn các chị. Gác lửng thì chúng ta làm phòng ngủ cho gia đình nha các anh chị. Và ở dưới thì chúng ta có thể sinh hoạt như là phòng khách nè, bếp nè, nhà vệ sinh. Đó, đây là view từ ngoài vô nè. Bếp thì chúng ta có tủ bếp nha các, tủ trên và tủ dưới. Căn nhà này thì đi theo đường Đinh Đức Thiện. Nếu các anh chị đi từ Sài Gòn xuống thì chúng ta sẽ tới chợ Bình Chánh trước. Và khi mà tới chợ Bình Chánh chúng ta sẽ có đèn xanh đèn đỏ, chúng ta quẹo trái vào đường Đinh Đức Thiện, chạy vô khoảng 6 cây, chạy thẳng luôn đường Đinh Đức Thiện là sẽ tới căn nhà này. Căn nhà này của chúng ta là bên Long An nha các anh chị, chỉ có Long An mới có giá này thôi, nhưng mà nó rất là gần Bình Chánh và khu công nghiệp Cầu Tràm. Đó, các anh chị đi làm rất là tiện luôn. Ở đây thì công việc cũng khá là nhiều, gần trường học, gần trường mầm non và gần những cái công ty, rất nhiều công ty tuyển công nhân tại đây. Mỗi cái dãy này thì bên em có 7 căn, đó có đồng hồ riêng này, điện nước riêng. Và trong 7 căn này thì hiện tại chỉ còn 3 căn thôi. Hướng của căn nhà là một căn là hướng đông và một căn là hướng tây. Cho nên là anh chị nào mà lựa chọn hướng nào cũng phù hợp hết luôn các chị nha. Đây, ở đây thì sắp xếp một cái bếp khá là tinh gọn. Có thêm một cái tủ ở đây, chúng ta có thể đựng đồ rất là nhiều. Ở trên là một cái gác lửng cũng khá là rộng. Lát nữa thì em sẽ quay cho anh chị coi cái gác lửng này. Căn nhà này thì phù hợp cho những cái người ra riêng, cặp vợ chồng, hoặc là những người lớn tuổi muốn về đây sống yên tĩnh thì có thể mua một căn nhà này để mình sống thì khá là phù hợp. Căn nhà nhỏ, giá tiền rất là nhỏ, mình có thể sở hữu nhà riêng luôn các chị. Đây, nếu các anh chị mua thì mình sẽ có cái tủ này. Tủ này thì nằm trong một cái gói nội thất là 30 triệu. Và nếu như các anh chị mua nhà đầy đủ nội thất như vậy, có tủ, có tivi, máy giặt, máy lạnh, giường, đó thì cái nội thất này là thêm 30 triệu nữa thì sẽ là 400 triệu các anh chị nha. Còn nếu chúng ta mua nhà trống như vậy thì chúng ta sẽ mua với giá là 370 triệu là cái giá rẻ nhất hiện tại trên thị trường hiện nay. Đó. Bên tay phải chúng ta có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này khá là lớn luôn, có chiều ngang khoảng tầm 2 mét, chiều dài cũng khoảng 2 mét, là 4 mét anh chị. Đây là view ra phòng khách của chúng ta khá là thoải mái, có cửa sổ rất là thông thoáng luôn cái gì nha, không bị bí bít. Đó, tặng cho anh chị một cái quạt luôn. Đây, nhà vệ sinh thì ở nền chúng ta được lát gạch chống trơn trượt. Đó, đầy đủ thiết bị vệ sinh, có cả vòi tắm hoa sen và những cái chỗ để chúng ta móc đồ này. Và nhà vệ sinh thì được lát gạch từ dưới lên trên luôn, khá là sạch sẽ nha anh chị. Đó, nhà vệ sinh của chúng ta khá là đầy đủ rồi. Căn nhà này giá đầy đủ của chúng ta là 370 triệu và có sổ hồng riêng từng căn, mỗi căn một sổ nha anh chị. 370 triệu là giá đầy đủ luôn, và căn nhà này thì không hỗ trợ trả góp cũng như là không hỗ trợ vay ngân hàng. Căn nhà này thì cách chợ Bình Chánh khoảng 6 cây theo trục đường Đinh Đức Thiện và rất gần với khu công nghiệp Cầu Tràm. Ở xung quanh thì rất nhiều công ty, xí nghiệp, chúng ta có thể xin việc làm rất là dễ dàng, và rất là nhiều những cái trường mầm non xung quanh đây để phục vụ cho những công nhân có con em ở đây, rất là tiện lợi các anh chị nha. Bách hóa xanh thì cũng ra đây tầm khoảng 200 m là có Bách hóa xanh. Đó, chúng ta có thể tiện mua sắm mọi thứ luôn. Mỗi căn thì mình đều có đồng hồ riêng, điện nước riêng, mỗi căn một cái đồng hồ riêng, xài bao nhiêu thì chúng ta trả bấy nhiêu. Điện ở đây thì 3.000 một ký, nước thì 10.000 một khối nha anh chị. Đây chúng ta có một cái cầu thang khá là đẹp, một cái nhà nhỏ và được đầu tư cầu thang này bằng đá granite này, cầu thang sắt nhưng bậc thang làm bằng đá granite, khá là xinh đẹp cho chúng ta. Cầu thang này khá là chắc chắn nha các anh chị. Trên đây là cái gác lửng, gác lửng này đúc bằng bê tông, chúng ta có thể làm một cái phòng ngủ cho gia đình. Nếu mà mua nội thất luôn thì có cả cái giường này luôn các chị nha, giường, tivi, tủ lạnh, các cái tủ quần áo, tủ trang điểm, tủ giày dép đều có hết, máy lạnh. Đó, không gian của trên này thì nó ngang tầm 3 m và dài 5 m, là không gian của gác lửng thì khoảng 15 m. Đó, có cái rèm này chúng ta có thể kéo qua kéo lại, lúc mà ngủ thì chúng ta kéo lại cho nó yên tĩnh. Và tất cả ở đây thì xài điện đèn LED, rất là tiết kiệm điện cho các anh chị. Đây là không gian phòng ngủ. Trên này thì cũng được đầu tư khá là nhiều. Đây có cái tủ quần áo này, ổ điện cắm, ổ cắm điện thì cũng khá là nhiều ở trên này cho các anh chị có thể cắm điện, cũng như là mình cũng có thể lắp một cái tivi ở trên này cho gia đình luôn. Căn nhà của chúng ta có vị trí cách chợ Bình Chánh khoảng 6 cây trên đường Đinh Đức Thiện nha, và gần khu công nghiệp Cầu Tràm, rất là tiện lợi cho các anh chị muốn di chuyển cũng như là muốn tìm kiếm việc làm ở khu vực này. Giá đầy đủ của căn nhà là 370 triệu và giá đầy đủ nội thất luôn là 400 triệu. Đó, bên em sẽ mua cho các anh chị nội thất luôn. Còn nếu các anh chị không thích thì chúng ta mua nhà trống và mình tự mua nội thất về. Đó, với giá là 370 triệu là mình có căn nhà. Căn nhà này khá là nhỏ nhỏ xinh xinh, và ở trên thị trường hiện nay không có luôn các chị nha, không có căn nào mà giá như vậy luôn. Và nếu mà người ta quảng cáo là giá 200-300 thì đó là giá chỉ một nửa, hoặc là giá có hỗ trợ vay ngân hàng nha các chị, không có cái căn nào mà rẻ như vậy luôn. Và đối với kênh của em thì em luôn nói giá trung thực nhất cho các anh chị để các anh chị lựa chọn, và chính vì thế thì rất nhiều kênh người ta đăng giá ảo, tuy nhiên khi mà các anh chị đi coi thì người ta nói là giá đó là giá 30% hoặc là giá đã hỗ trợ vay ngân hàng, còn ở đây thì em đăng giá 100% cho các anh chị luôn, và tùy các anh chị lựa chọn ha. Nếu các anh chị thích kênh này thì mình sẽ đăng ký theo dõi để mình nhận được những thông tin trung thực nhất về bất động sản, cũng như là về những cái thông tin tư vấn trung thực nhất cho các anh chị. Đó. Và em đã kết thúc review căn nhà 370 triệu. Nếu các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại 0906 485 209, liên hệ qua Viber hoặc Zalo đều được. Và nếu các anh chị thấy kênh này bổ ích thì hãy đăng ký cho em, đồng thời nhớ share, like, chia sẻ, để lại bình luận giúp em. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.